Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Overmore Concept. Và hôm nay các bạn sẽ không thấy chúng tôi xuất hiện với những chiếc Marine Bike quen thuộc nữa, mà sẽ là một chiếc Gravel khá là thú vị. Hôm nay hãy cùng tôi build nó. Chút về chiếc khung Surly này. Đây là một mẫu khung được làm bằng thép chromo của Surly. Và chiếc khung này thì được đánh giá là một chiếc Road Plus, có thể gọi là Gravel, vì khả năng lắp lốp của nó cho phép lắp lốp 700x40, và với lốp 650 thì các bạn có thể 650B x 50C. Và về khung thép thì nó sẽ đi dây ngoài, và ở đây thì chiếc khung có hai cái núm lòi ra. Mục đích của nó là để chúng ta sẽ lắp những cái bộ đề tay cóc. Chính vì thế khi muốn lắp sang tay lắc thì chúng ta sẽ cần phải có một đầu chuyển để có thể bắt dây vào. Và bây giờ hãy cùng tôi đi vào lắp chiếc xe này. Và đầu tiên thì tôi sẽ lắp headset. Ở đây thì chiếc xe này được lắp bộ Kane Creek, là một bộ chém ổ khá là tốt, được dùng rất nhiều trong những chiếc xe touring. Sẽ dùng con sâu của Abaytool. Về ghi đông thì ở đây chúng tôi có một chiếc ghi đông của Ritchie Classic Venture Mark. Cái ghi đông này thì có được làm từ nhôm 6061 và độ rộng là 44cm. Và cái ba Ritchie này được rất là nhiều anh em gravel sử dụng. Ở đây thì dưới phần drop của chiếc ba có một phần lồi lên, giúp khả năng cầm nóng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cây stem này hơi lỏ, tôi không nói thêm về stem nữa. Về bộ chuyển động thì chúng tôi sẽ có ở đây là cặp tay lắc và củ dầu của 105R7070. Chiếc xe này build gravel nên ở đây chúng tôi sẽ có một giò dĩa Grip, một đĩa, và ở đây là củ đề Grip. Thì Grip là bộ group của Shimano dành riêng cho dòng gravel. Khi chơi đủ một đĩa thì anh ấy vẫn muốn leo, khả năng leo tốt, nên là anh ấy sẽ chọn với một bộ lip M5100, lip nhỏ nhất là 11 và lip to nhất là 42. Và bộ này sẽ được lai giữa 105 Grip và M5100, nên chúng tôi sẽ cố gắng để chỉnh làm sao cho mượt nhất có thể. Thank you.
Về cặp bánh thì anh ấy tin dùng cặp vành zin của chiếc Nika CO2 và đã được nâng cấp lên cặp hub bearing kêu khá là to. Và đồng thời thì cặp lốp này cũng đã được lên tubeless, lên không xăm và với setup của Pitty, dùng băng dính của Pitty, van Pitty và keo Pitty. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt chiếc Surly Midnight Special này. Sau khi lắp đặt thì tôi có thấy là chiếc xe này cũng đến thời điểm hiện tại nó khá là ổn. Nhưng mà muốn lưu ý một chút rằng là nếu sau này các bạn có build xe thì cũng hạn chế việc lai đồ của xe quá nhiều. Và một lời khuyên nữa với các bạn, đấy là khi các bạn build một chiếc xe thì những thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bạn như yên hay là tay nắm hay thậm chí là pedal, hãy tìm cho mình những cái đồ chất lượng một chút để khi mà mình đạp xe thì những cái trải nghiệm nó được tốt hơn. Và một phần khác nữa như là bộ cặp lốp chẳng hạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cảm giác của các bạn khi đạp xe. Còn về bộ group hay là về phanh thì mình nghĩ là các bạn có thể đầu tư ở mức vừa đủ nhu cầu thôi, cũng không cần phải là quá xịn vì đôi khi chúng ta cũng không dùng hết cái chức năng của bộ group đó. Còn bạn nào muốn nhu cầu build một chiếc xe tương tự như vậy mà tuyệt hơn là của Marine thì có thể liên hệ chúng tôi để build những chiếc xe gọi là gravel, những chiếc xe mơ ước của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.